chặt lại nó trên xe phòng cách 24 giờ. Honda Civic độ 700 triệu đồng cũng nhất từ trước đến nay ở Việt Nam. Lên động cơ là 200cc, hệ thống an toàn, truyền động cũng được làm mới, cùng với hàng loạt phụ kiện chất lượng, khiến tổng thể thiệt hại của mẫu Honda Civic đã lên tới là 700 triệu đồng. Dù được update với hàng loạt chi tiết khủng, nhưng chiếc Civic của dân chơi Sài Gòn vẫn được giữ cái kiểu dáng Enerbon truyền thống. Điểm nhấn đầu tiên của chiếc xe chính là bộ mâm BST3 bằng sợi carbon với lớp thể thao của vân. Phần đuôi được chế mũ với đuôi nhọn như chiếc Super Spy. Đèn hậu cũng được tích hợp thẳng vào đuôi xe. Tuy nhiên cái phát biển số đã bị lò bỏ. Bánh trước lắp hai đĩa băng kim theo Rainbow M4. Cặp phục Upside Hollin như là xe đua của giải WSBK. Ghi đông Martinez Ion Glitch với tay thắng Rainbow Rossi cụm đồng hồ Casio. Bánh sau sử dụng cái heo Rainbow với đĩa băng kim bô độ MIV cho âm thanh cực kỳ quy lực. Còn về nợ công, chiếc Sonic này được đôn lên tới 200cc với cái đầu nòng của DOC đến từ chiếc Honda CBR. Dáng xe Honda Sonic cũng trở nên trường hơn khi có gấp CNC kéo dài. Cùng với đó là phụ kiện lặt vặt khác, giá trị của chiếc Sonic này sau khi được độ chế lại lên một con số đã ấn tượng là 700 triệu đồng. Cảm ơn bạn theo dõi clip này, hẹn gặp lại kế tiếp, nhớ like, share, subscribe.